bạn thì ở cái video trước mình đã giới thiệu đến các bạn cái dự án iChu về những cái lợi ích hệ sinh thái và cũng như là so sánh với các đối thủ trong cùng lĩnh vực. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn về cái chương trình token sale của dự án này. Thì về cái chương trình token sale và thông tin về token, nó có tên là iChu, mã của nó là ITU và token sẽ có giá là 0,01 đô. Thì tổng cung của nó là 8 tỷ này, và những cái token không bán hết nó sẽ đốt cháy. Và cái token này nó chạy trên cái nền tảng ERC20 của Ethereum. Thì về số tiền đầu tư ở tối thiểu các bạn sẽ đầu tư là 100 đô. Thì ở trong cái 7 ngày đầu tiên, số tiền đầu tư tối đa các bạn sẽ có thể đầu tư là 100.000 đô. Thì từ ngày thứ 8 trở đi thì các bạn sẽ đầu tư tối đa là không giới hạn này. Về số cap của dự án này nó là 7,5 triệu đô và hard cap là 40 triệu đô. Thì đây là cái thông tin về các giai đoạn bán này. Ở cái giai đoạn free ICO thì nó sẽ bán 960 triệu token, và những nhà đầu tư đến từ Mỹ và Trung Quốc sẽ không được đầu tư vào cái dự án này. Thì thời gian của nó bán là 4 tuần. Token sẽ có giá, một ITO, một IU sẽ có giá là 0,006 đô. Thì đây là mức giảm giá 40%. Về cái vòng ICO Part 1 thì nó sẽ bán 2 tỷ 688 triệu token. Ở ngày thứ nhất nó sẽ bán một ITU sẽ bằng 0,007 đô. Đây là mức giảm giá 30%. Ở tuần thứ nhất thì một ITU sẽ có giá là 0,008 đô. Và đây là mức giảm giá 20%. Ở tuần thứ hai đến tuần thứ ba, một token sẽ có giá là 0,0085 đô. Thì đây là mức giảm giá 15%. Thì ở giai đoạn ICO Part 2 thì nó sẽ bán ra 1 tỷ 152 triệu token. Thì một token sẽ có giá là 0,0085 đô. Thì đây là mức giảm giá 15%. Ở tuần thứ 1 đến thứ 2 thì token sẽ có giá là 0,009 đô. Đây là mức giảm giá 10%. Ở tuần thứ 3 đến tuần thứ 4 thì một token sẽ có giá là 0,0095 đô. Đây là mức giảm giá 5%. Thì đây là cái về phân bổ token. Thì 60% sẽ dành cho để bán ra ngoài cộng đồng, 22% để dành cho người sáng lập của iChu, 10% là dành cho tem này, 7% dành cho đội ngũ cố vấn và 100% dành cho bounty này. Về phân bổ quỹ thì 40% sẽ dành cho marketing và phát triển doanh nghiệp, 40% là dành cho nghiên cứu và phát triển này, 8% là dành cho cái phần, 12% là dành cho chi phí pháp lý và những cái, để mình xem đây là cái gì, vấn đề pháp lý, bằng sáng chế và cấp phép, vì 8% là cho chi phí quản lý này. Thì các thẻ được phát hành trong nhóm sẽ bị giữ lại bởi một hợp đồng thông minh có khoảng thời gian 1 năm. Thì thẻ được cấp cho các tổ chức cố vấn được chia nhỏ 25% để có thể được sử dụng ngay lập tức khi có vấn đề, trong khi còn lại có sẽ bị giữ bởi một hợp đồng thông minh trong khoảng tháng. Thì đây là cái đội ngũ cố vấn của dự án này. Thì đây, cái nhóm này bao gồm nhiều chuyên gia cao cấp trong các lĩnh vực khác nhau, có công việc chung đã dẫn đến sự phát triển các giải pháp hiện tại. Thì nhóm này được đánh giá khá là cao. Đây là giám đốc công nghệ của dự án này. Đây là giám đốc điều hành. Đây là giám đốc phát triển kinh doanh. Đây là kỹ sư CV. Đây là cán bộ chiến lược. Đây là trưởng phòng marketing này. Đây là senior software developer này. Đây là nhà phát triển Forne này. Đây là giám đốc phát triển kinh doanh khu vực CIS. Đây là giám đốc nghệ thuật. Đây là nhà chiến lược nội dung này, nhà phân tích và nhà nghiên cứu. Đây là trưởng phòng PR, trưởng nhóm quản lý cộng đồng, trưởng phòng PR và LATAM. Đây là quản lý cộng đồng ASEAN, quản lý cộng đồng CIS. Thì đây là cái đội ngũ cố vấn của dự án. Thì đội ngũ cố vấn của dự án có hai người là Amas Elix, là cố vấn chiến lược tài chính này, và đây là Jafen Hukai là cố vấn trưởng công nghệ. Thì vừa rồi là cái thông tin về ICO cũng như là cái tem và cố vấn của dự án iChu. Các bạn có thể truy cập vào cái website iChu.io để đăng ký mua ICO cũng như là tìm hiểu thông tin chi tiết về dự án. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.